nay mình sẽ gửi cho khách ở Lạng Sơn nha các bạn nha. Khách Lạng Sơn đặt 9 con. Và đây chính là một con thứ nhất. Đây là con mái thứ hai nha các bạn nha. Gà chuẩn bị xuất đi Lạng Sơn. Đây là mái số 3 nha các bạn nha. Mái số 3. Con số 4 gà trống nha các bạn. Số 4. Con này là mồi ok nha. Đây là chú thứ 5 nha các bạn này. Đây là chú thứ 5 nha. Số 6 nha các bạn. Đây là con số 6. Đây chú thứ 7 nha các bạn nhá. Đây là chú thứ 7. Đây con số 8 các bạn. Đấy, số 8 nha. Cuối cùng số 9. Đó. Số 9 cuối cùng nha các bạn ạ. Ok. Đây chính là lô hàng của khách Lạng Sơn nha các bạn nha. 8 giờ kém 5 mình sẽ gửi gà lên xe nha. Trong đây là 9 con nha các bạn nha. 9 con nha. Rồi, bây giờ mình đã cho hết gà lên xe các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy cùng mình theo dõi xem là quá trình mình vận chuyển gà đi Lạng Sơn như thế nào nhé.